đạo đức nó được định nghĩa là vị tha lớn hơn vị kỷ, một định nghĩa rất đơn sơ. Tại sao ở ngoài đời người ta ít nói đến chữ đạo đức? Vì người ta sợ chữ đạo đức, vì người ta sống thiếu đạo đức thì người ta sợ. Có một câu nói mà bà con chia sẻ trên mạng rất nhiều, là những người nói về sự tử tế, những người nói về đạo đức nhiều thì thường là những người đạo đức giả, có không? Thế là mà cái bạn đó cũng nổi tiếng trên mạng nhé. Thế là ở bên dưới comment like share thích lắm. Anh nói chí lý quá, toàn cái thằng nào nói đạo đức là đạo đức giả hết. Có một người người ta comment, cả nhóm im như thóc. Người ta comment: nhưng nếu không dám nói về đạo đức thì coi chừng đạo đức nó sẽ rời xa mình. Cái người nói về đạo đức chưa chắc họ đã có đạo đức, nhưng cái người nào cứ né tránh đạo đức thì không sớm thì muộn đạo đức sẽ rời xa mình. Các bạn đúng không? Quá đúng gì nữa. Nên bây giờ chúng ta chưa được thực sự trung thực với chính mình, nhưng các bạn dám thề tôi trung thực với chính mình thì các bạn đối diện với nó mới ngấm vào máu mình được chứ. Còn mình cứ né chữ trung thực thì từ từ cái nói dối nó sẽ nhảy vào mình. Đạo đức cũng thế thôi. Cứ né chữ đạo đức thì một ngày đẹp trời đạo đức là gì mình hoang mang. Mình bảo làm gì còn ai đạo đức nữa. Nên lưu ý cái đó. Để khi chúng ta đi đâu mà nói về chữ đạo đức, nói về sự tử tế, chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta nói. Người ta thắc mắc, các bạn phải lấy định nghĩa rất chắc, vị tha phải lớn hơn vị kỷ. Người ta bắt đầu lý luận vị tha vị kỷ là gì, mệt các bạn đừng bao giờ lý luận. Các bạn đặt ví dụ cụ thể. Lưu ý, càng cụ thể thì càng dễ nói chuyện. Đừng nói chuyện chung chung. Một công trình được xây lên trị giá 500 tỷ ứng với 500 căn phòng chung cư. Nếu người chủ đầu tư bỏ hết 500 tỷ làm toàn tâm toàn ý thì chất vị kỷ hay vị tha xuất hiện. Vì người hay vì mình? Vị tha là tha hương, là vì người. Vì cái người đến đó ở. Vị kỷ là chỉ có vì mình thôi, chẳng cần biết đến ai. Vậy nếu một cái công trình 500 tỷ xây ứng với 500 phòng mà người chủ đầu tư xây toàn tâm toàn ý bỏ hết không rút ruột thì công trình có bền không? Công trình bền thì vì cái người đến ở hay vì mình? Vì người đến ở. Nhưng nếu công trình đó các bạn rút ra 200 tỷ còn có 300 tỷ thôi thì cột bê tông bắt đầu bị rút, toilet bắt đầu làm ẩu đi, điện đóm đi ẩu đi, thì người ta ở 3 năm tường bắt đầu nứt, điện bắt đầu chậm. Thì vị tha hay vị kỷ? Vì người đến ở hay vì mình? Vì mình thì đấy là chất vị kỷ. Nên người có đạo đức là các bạn xét vào cái chất vị tha nó mạnh hơn vị kỷ là người có đạo đức. Một định nghĩa rất đơn sơ ai cũng làm được, mà hầu như các bạn lại quên, không định nghĩa cho nó mạnh lại. Các bạn đi trên một cái con đường cao tốc, tại sao có nhiều đường cao tốc 3 năm đầy ổ gà? Vậy cái con đường cao tốc này vị tha hay vị kỷ? Vì người đi đường cao tốc hay vì rút ruột công trình? Vì sự rút ruột là vị kỷ, rút ruột thì họ được hưởng lợi. Còn họ cam kết như thế nào trong hợp đồng, họ làm toàn tâm toàn ý thì một cái con đường cao tốc 20 năm không có ổ gà là bình thường. Thì chúng ta cứ nhìn vào. Rồi trong một gia đình vị tha vị kỷ như thế nào? Ông chồng đi làm về biết chăm lo cho vợ con, biết gì? Không đi ăn nhậu, không có đàn đúm. Tiền bạc về biết phụ vợ con chứ không phải đi nhậu rồi hết tiền. Thì đấy là vị tha. Còn bây giờ đã ăn nhậu hết tiền rồi về mà vợ hở ra cái là luộc tiền luôn, nhẫn nhiếc là đem bán hết để đi ăn nhậu, để đi đánh đề, đánh bạc, là người vị kỷ, chỉ biết đến mình chẳng cần nghĩ đến ai. Là người vị kỷ đấy. Nên chúng ta chỉ cần lấy hệ quy chiếu vị tha và vị kỷ soi cái là ra ngay. Các bạn đo cái người vị tha vị kỷ như này này. Một người nào đến phỏng vấn làm sao các bạn đo được? Làm sao đo được? Các bạn đặt những câu hỏi nói về chuyện những cộng đồng thiện nguyện mà họ bắt, tức là tâm của họ hướng về đó. Nói về cộng đồng thiện nguyện mà họ kể chuyện bắt mình hời hợt là họ chưa bao giờ làm. Cái người mà chưa bao giờ đi làm thiện nguyện, các bạn nói chuyện thiện nguyện với họ, họ không nói được, đúng không? Còn những người nào đã 3 năm đi làm thiện nguyện rồi, các bạn kể chuyện là họ kể vanh vách rằng ngày xưa em làm giai đoạn đầu khó lắm,
làm ở vùng sâu vùng xa, trông như thế tưởng là dễ làm, chơi chật lắm. Họ bắt đầu họ kể ra là họ bắt, tâm của họ bắt thiện nguyện, kể thấy những trải nghiệm của họ là người đó dứt khoát tâm hướng thiện. Còn hầu hết chúng ta cả đời chẳng đi làm thiện nguyện mấy, nên bắt chuyện thiện nguyện là bảo thôi thời buổi này đi xin việc anh phải hỏi em công việc, tại sao đi hỏi em thiện nguyện. Đó, tâm của họ không hướng thiện đấy. Vậy là vô công ty của mình họ chỉ có làm rồi đi về thôi. Công ty phát động những phong trào thiện nguyện họ sẽ không ủng hộ, họ sẽ từ chối đấy. Mình phải hiểu trước cái điều đó. Vậy theo các bạn nhận người đó vô xây dựng văn hóa doanh nghiệp dễ không hay khó? Khó. Vì họ không đồng lòng, họ chỉ cần biết đến họ thôi. Cái chất vị kỷ xuất hiện là tôi chỉ biết đến tôi, việc của người khác lo tôi không quan tâm, thì đội ngũ không mạnh được. Xây dựng đội ngũ buộc anh phải biết lo lắng cho người khác. Anh lo cho anh nhưng anh còn phải lo cho người khác. Mà lo cho người khác là chất vị tha hay vị kỷ? Vị tha. Anh lo cho xã hội thì gọi là thiện nguyện cộng đồng. Anh lo cho hàng xóm thì anh trở thành cái người có uy tín với hàng xóm. Anh về gia đình anh lo cho gia đình thì anh trở thành người cha, người chồng mẫu mực. Anh đến cơ quan anh lo cho toàn bộ cơ quan thì không sớm thì một anh làm sếp. Một nguyên tắc rất cơ bản. Vậy mà người ta không nắm, người ta chỉ cứ khư khư giữ chữ vị kỷ thôi, là rất nguy hiểm. Dù có giỏi thì các bạn cũng cẩn thận, dùng những người giỏi mà vị kỷ, hãy dùng làm dự án, đừng tuyển full time. Cắt cho họ một cái dự án làm riêng, kết thúc dự án trả một cục tiền biến, đây là cách hiệu quả nhất. Dự án đã 6 tháng 1 năm tùy, lương cao gấp rưỡi gấp đôi kệ, nhưng không ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp. Còn các bạn nhận nó vô full time luôn, nó phá văn hóa doanh nghiệp là chết đấy. Đạo đức mở rộng ra thì nó gọi là từ bi hỷ xả, nó mở rộng ra. Cái này là trong nhà Phật nó gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng, không có giới hạn. Trong Thiên Chúa giáo thì cái chữ từ bi vô lượng thì nó gọi là yêu thương vô điều kiện. Lúc này mới được gọi là vô điều kiện nha. Thì trong bốn chữ từ bi hỷ xả này, tâm từ là tâm cho đi, tâm ban vui, tâm cho đi. Tâm bi là tâm cứu khổ, cứu khổ, thấy họ khổ nhảy vào mà cứu mới gọi là tâm bi. Thấy họ khổ ngồi khóc thút thít có phải là tâm bi không? Nó có hai loại bi, một loại là thấy khổ nhảy vào cứu khổ, và một loại là thấy khổ ngồi khóc thút thít. Thì thấy khổ ngồi khóc thút thít nó gọi là bi lụy. Bi mà bị lụy chứ không có giúp được bao nhiêu cả. Còn bản chất là tâm bi nó phải thành hành vi cứu khổ cơ. Nên một cái người mà bị gãy chân dọc đường, nó đứng ra nó ngoắc xe, các bạn phanh xe lại xong nhảy xuống ôm chân nó khóc thút thít, với cả một người phanh xe lại quăng nó lên xe của mình chở nó đến bệnh viện, máu nó chảy đầy trên xe ô tô của mình ấy, thì ai mới là người cứu khổ? Cái người hành vi mới là người cứu khổ. Chứ còn cái người ngồi đồng cảm rồi ôm chân cũng khóc thút thít không cứu được khổ đâu. Nên trong Đạo Phật nó gọi là cái đó là bi lụy nha. Mà bi lụy là bản chất nó là tâm tham cũng nhiều lắm. Tâm của mình yếu rồi nó bị mắc kẹt với đối tượng. Mình phải dứt ra khỏi đối tượng mình mới giúp được đối tượng. Lưu ý cái này, tâm bi. Nên chúng ta hay nhầm chỗ này, ngày xưa tôi cũng nhầm. Về sau tôi đọc lại kinh điển tôi thấy hóa ra nó có cái thứ là gọi là bi lụy, và có cái thứ nó gọi là từ bi, nó khác nhau rất nhiều. Rồi đến tâm hỷ. Tâm bi là khó lắm các bạn nhé, không dễ đâu. Giữa từ và bi thì tôi thấy tâm bi khó hơn tâm từ. Vì tâm từ là các bạn cho đi, có thì mới cho đi. Nhưng tâm bi là các bạn gánh cái khổ của họ vào cái khổ của mình. Các bạn biết các lạt ma Tây Tạng luyện tâm bi như thế nào không? Họ ghi rất rõ nhé, là cầu cho bao nhiêu bệnh tình của chúng sinh chạy vào trong người con, để con gánh bệnh tình cho họ. Tức là họ khi họ đi bệnh viện là họ cầu câu đấy đấy. Bước vào đến từng giường bệnh, họ đặt tay lên người bệnh, và họ trong lòng họ cầu cho cái bệnh của người bệnh chui vào trong con người của họ, để cho người bệnh hết bệnh. Đến từng bệnh nhân họ đều làm cái động tác đó hết. Các bạn dám làm không? Một ngày đẹp trời bệnh nó chui vào người mình thật đấy. Nó lời cầu nguyện của mình mà, nó mong ước của mình nó chui vào được. Nhưng các bạn không chết đâu, mặt nó chỉ đen đi thôi chứ không chết. Các lạt ma Tây Tạng mặt khá đen vì thế sạm lại.
Vì họ luyện tâm bi. Luyện tâm bi là thường mặt mũi nó không sáng sủa như luyện tâm tử. Luyện tâm bi, gánh khổ, bao nhiêu cái khổ nó gánh. Tâm hỷ, tâm hỷ là sự vui vẻ, hoan hỷ, chúc phúc cho người khác. Các bạn thấy người khác vui và các bạn chúc vui cho họ, đấy là tâm hỷ. Đi đến đâu cũng hoan hỷ, vui vẻ là người tâm hỷ. Bây giờ các bạn lấy nhau về, rồi một ngày đẹp trời, ông chồng ông lật quyển album ra, đến trang số 5, trong đó có cái tấm hình đám cưới, thì có cô bồ cũ của anh chàng nó cũng đi đám cưới, chụp hình cùng với đám bạn. Thế là anh ấy dừng ở trang đó, anh ta ngắm rồi anh cười tủm tỉm. Rồi tâm hỷ mình có xuất hiện nổi không? Lúc đó ổng đang cười tủm tỉm là ổng vui. Ổng vui thì mình phải hoan hỷ chứ. Mình yêu ổng mà tình yêu vô điều kiện là thấy ổng vui thì mình phải vui lấy. Thế là các bạn đứng lên đi pha ly cà phê cho anh uống, đặt xuống. Anh đã lâu rồi không gặp, hay em gọi lại cho anh gặp nhé. Đấy, tâm hỷ đấy. Còn nếu mà lúc đó các bạn giật phất cái quyển album ra, rút luôn bức hình đã đem đi đốt, là các bạn không có tâm hỷ. Lúc đó là tâm gì? Tâm đố kỵ ngầm nó vận hành. Tâm đố kỵ, ghen tuông đố kỵ nó vận hành. Tâm hỷ luyện cũng khó lắm đấy. Thiên nan vạn nan không phải dễ đâu. Khi mà các bạn đi ngang qua một cái công ty của đối thủ, nó làm trùng ngành nghề với mình, nó bé hơn mình nhưng mà nó mở shop nhiều hơn mình, thế là một thời gian sau nó lớn hơn mình, các bạn đi ngang các bạn có chúc phúc cho nó được không? Khó lắm, không làm được, vì thiếu tâm hỷ đấy. Các bạn dừng lại mà chúc phúc được cho nó từ tâm của mình nhá, không phải chúc phúc bằng miệng nha, chúc phúc từ đáy lòng này khó lắm. Thì bản thân tôi tập cái này bao nhiêu lâu tôi biết mà, tập rất khó, mấy năm rồi tôi đang tập, nó tập chưa xong. Nhưng tôi đang có suy nghĩ là một thời gian nào tôi sẽ dừng, tôi không dạy lớp chánh kiến, tôi đi khoảng 3 đến 6 tháng đi tu lên cái chùa nào đó, lên Myanmar đâu đó, xong mình vừa tu tập cùng với các thiền sư, nhưng vừa tìm lại xem là các bậc thầy đi trước luyện từ bi hỷ xả như thế nào để mình tập luyện đúng 4 chữ này thôi, sau đó về chia sẻ lại cho các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ đi ngắn hơn rất nhiều. Vì bản thân tôi loay hoay với mấy chữ này cũng 2 năm nay rồi, vẫn chưa xong. Trong 4 cái chữ này này, thì tôi được cái chữ xả tương đối tốt, chữ hỷ thì được trung bình kém, còn chữ từ, chữ bi thì cũng chỉ được trung bình kém thôi, không có mạnh. Tôi đánh giá được khoảng 3 điểm, thằng hỷ này được khoảng 4-5 điểm, thằng xả này được khoảng 5-6 điểm. Tức là nó hơn trung bình một tí. Đụng việc mình vẫn bị mắc kẹt, nhưng mình ý thức đưa tâm xả vô thì một lúc nó hết mắc kẹt. Đụng chuyện mình vẫn giận, mình vẫn tức, nhưng một lúc sau thì cơn giận nó hết. Có những trường hợp thì vài giây, nhưng có những trường hợp phải 15 phút nó mới hết. Còn cái thời mà tôi chưa tập cái này nhá, người nào mà chửi tôi nhiều khi tức luôn một tuần. Tức là cứ mỗi một lần mình nghĩ về cái thằng đó là mình lại tức trở lại. Các bạn có bị cái tình trạng là trên Facebook lâu lâu có một cái thằng nào nó rất quái thai, nó vào nó comment, nó chửi mình không? Các bạn lướt Facebook mà cứ gặp đúng cái câu mà nó comment, tức trở lại đúng không? Đấy, các bạn phải xóa comment. Xóa comment là chưa có luyện tâm. Xóa comment là thiếu ý thức luyện tâm mình. Để nguyên comment để luyện tâm mình. Để xem mình có được đưa được tâm xả vào không? Có buông được ra không? Không phải nhẫn, đưa tâm xả vào khó hơn nhẫn. Chứ nhẫn là coi chừng mình vẫn kìm nén, còn đây tâm xả nó không có kìm nén, nó nhìn một cách rất tự nhiên mà nó lại thấy tâm vẫn bình an trở lại, là lúc này có tâm xả. Còn tâm hỷ là mình thấy nó chửi mình mà mình hoan hỷ là vì nó dạy cho một mình bài học để tiến bộ, là khó nữa. Tâm hỷ rất khó đó. Nên thường những cái comment trái chiều mà trên Facebook mà tôi đụng á, là thường tôi hay lâu lâu tôi lấy ra tôi xem lại để mình luyện cái tâm xả của mình. Ban đầu khó lắm các bạn, nhiều khi nó tức cả đêm ấy. Mỗi lần lướt lại là nó lại tức mất mấy phút. Cứ như thế, rồi từ từ nó mới buông được ra. Các bạn về tập đi. Nên sau này mà các bạn mà bị cái đó là mượn cái tình huống đó để mà luyện tâm mình, tâm xả. Những người nào mà bị kẹt tâm xả, những người nào bị kẹt tâm xả, ở đây những bạn, anh chị phụ nữ nào bị kẹt tâm xả này, phụ nữ và người nam giới ai bị kẹt tâm xả nhiều hơn? Ai mà không có tâm xả, yếu tâm xả đó, giữa nam và nữ, nữ bị nhiều hơn.
nữ bị rất nặng, nam nhẹ hơn. Nam thì họ bị kẹt vào cái ý kiến của họ, họ bị kẹt vô sâu. Còn nữ thì bị bề mặt, bề cạn. Tức là nữ bị thô, còn nam thì nó tế. Nên nam gọi là kẹt vô cái tôi, nữ kẹt vô cái của tôi. Phải lưu ý. Chồng của tôi mà không đàng hoàng là tức lắm. Chồng của tôi mà không giỏi hơn chồng người ta là tức lắm. Bị kẹt cho tâm xả vì mình kẹt với ông chồng. Con của tôi mà không giỏi hơn con hàng xóm là rất tức. Nhà của tôi mà không to hơn nhà hàng xóm là rất tức. Thì thường cái đó là nữ bị. Rồi tình cảm các bạn cũng bị. Tôi đối xử với anh như thế này mà tại sao anh lại đối xử với tôi như thế kia, là các bạn bị kẹt với tình cảm. Mẹ chăm con như thế này mà tại sao con không vâng lời mà lại phải để mẹ nói đi nói lại như thế hả con, là bị kẹt vô tình cảm. Thì hầu hết chúng ta đều bị như thế hết. Trong 14 điều răn của Đức Phật, điều răn thứ 14 đó, là món nợ lớn nhất của con người là tình cảm. Tình cảm không phải là những cái gì chúng ta nghĩ nó tốt đẹp đâu, nó là chướng ngại đấy. Từ bi hỷ xả Đức Phật không định nghĩa đó là tình cảm. Đức Phật định nghĩa cái này là tâm thiện, chứ Ngài không gọi chữ tình cảm. Tâm thiện, bốn tâm này vô lượng, là bốn tâm thiện vô lượng, nó cứ thiện mãi. Những bạn nào mà bị kẹt với cảm xúc, dễ vui, dễ buồn, dễ giận, kẹt vô chồng, kẹt vô con, hay đòi hỏi, hay so sánh, hay so bì, hay buồn vô cớ, hay vui vô cớ, rồi lâu lâu cứ thấy nó đau khổ. Ông nói ông đối xử với mình tệ quá mà tại sao mình đối xử tốt với họ như vậy. Còn những cái thắc mắc đó là các bạn bị thiếu tâm xả. Công việc mà không buông ra được vài ngày là thiếu tâm xả. Suốt ngày bị công việc nó lùa. Vậy mình làm nô lệ cho công việc hay mình làm chủ công việc? Coi chừng nô lệ. Tôi thấy rất nhiều người có trong tay tỷ nọ tỷ kia, nhưng bản chất họ là nô lệ của công việc. Vì thiếu tâm xả, các bạn đưa tâm xả vô gần hết à? Thì các bạn buộc phải luyện tâm xả. Luyện tâm xả thì thông qua thiền. Thiền Vipassana là thân thọ tâm pháp. Thì cái tâm á, thì nó có rất nhiều tâm. Thì trong đó có cách luyện tâm xả. Thì một là các bạn học chánh kiến 2, các bạn sẽ hiểu cách luyện tâm như thế nào. Hai là các bạn đi học cái lớp 2 ngày lãnh đạo chính mình. Thì cái lớp học 2 ngày lãnh đạo chính mình thì tôi đánh giá là nữ hoặc là những bạn nam nào mà bị mắc kẹt thì nên đi, rất rất nên đi. Một lời khuyên vô cùng chân thành đấy. Rất rất nên đi nhá. Các bạn đi được các bạn mới thấy cái giá trị của nó. Vợ chồng nào mà đang lục đục á, bản chất lục đục là có bị mắc kẹt không? Mắc kẹt vào những điều khó chịu của người kia. Thì các bạn đi học các bạn buông được điều khó chịu là các bạn sướng. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.